bản du lịch cộng đồng Xin Suối Hồ thuộc xã Xin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Nơi đây được thiên nhiên ưu đãi, khí hậu mát mẻ, trong lành, phong cảnh hữu tình, thơ mộng, đã trở thành điểm du lịch thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan thời gian qua. Phát huy tiềm năng sẵn có để thu hút khách du lịch đến với bản nhiều hơn, dân bản đã có sáng kiến làm những ngôi nhà tổ ong với thiết kế độc đáo, gần gũi với thiên nhiên, tạo nhiều ấn tượng cho du khách khi đến đây tham quan và nghỉ dưỡng. Anh Hàng A Xà ở xã Xin Suối Hồ đã xây dựng 12 căn nhà tổ ong. Những căn nhà này được đặt theo tên của các loài ong với thiết kế độc đáo đã tạo sự tò mò cho du khách. Từ năm 2021, sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, với 12 căn nhà tổ ong và 6 căn nhà tổ chim, trung bình mỗi năm gia đình anh đón hàng nghìn du khách tham quan nghỉ dưỡng khi đến Xin Suối Hồ. Khi khách đến đây thì nếu tôi làm như vậy thì khách đến đây thì khách sẽ được khám phá, trải nghiệm, tức là ngủ trong một cái tổ ong, tức là qua đêm ấy, thì đó là một cái điều mà sẽ thu hút được rất là nhiều khách, tức là họ tới đây. Những nhà tổ ong này đã tạo cho du khách những trải nghiệm mới lạ và là điểm check-in thu hút giới trẻ hiện nay. Các du khách đến với bản Xin Suối Hồ đều có cảm nhận nơi đây phong cảnh đẹp hữu tình, bản như một bức tranh thiên nhiên giữa núi rừng hoang sơ hùng vĩ. Cũng rất thích về cái không khí và cái văn hóa nét đặc sắc của cái bản này. Vậy thứ nhất là vừa sạch sẽ và con người cũng rất thân thiện. Mình cũng có ở trải nghiệm ở một các cái nhà tổ chim, tổ ong thì mình thấy là rất là phù hợp và thoải mái. Trong quá trình phát triển du lịch ấy thì có rất nhiều người có những cái sáng kiến, đặc biệt là chỗ như cho anh Xà sáng kiến ra những cái nhà trên cây, rồi là đặt tên là tổ chim, tổ ong các thứ. Đối với các khách du lịch ấy, đặc biệt là khách nước ngoài, người ta thích những cái mô hình như thế, người ta ở yên tĩnh rồi ta muốn trải nghiệm cái không gian đó. Với sự đoàn kết, đổi mới, sáng tạo không ngừng của người dân trong phát triển du lịch, đến nay bản Xin Suối Hồ được Hiệp hội Du lịch Việt Nam vinh danh làng du lịch cộng đồng tiêu biểu năm 2019. Điểm bản du lịch cộng đồng Xin Suối Hồ được tôn vinh ở giải thưởng du lịch ASEAN 2023 diễn ra tại Indonesia.